Ok, sơ lược là mình đã lắp xong một cái đàn này, hoàn thành được đây được cái rất là đẹp, nhìn rất là đẹp nhé. Thì bây giờ sẽ còn vài bước nhỏ nữa, tức là đây. Mọi người đừng quên lắp cái dây bi-đanh. Dây bi-đanh này sẽ có một cái lỗ dưới này, có cái lỗ dưới này, ngay cái lỗ này luôn. Hay quên cái dây bê-đa này lắm, và trong bộ của nó, trong bộ vít của nó thì nó sẽ cho thêm những cục như này. Chúng ta sẽ cố định cái sợi dây này để cho nó đẹp, đỡ lòng thòng. Dây sẽ không bị vướng gì hết bởi vì nó đã được cố định, được cố định như thế này, cố định hai điểm. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện và test thử cái đàn này. Vừa rồi thì mình vừa lắp xong cây đàn piano điện cực men một xong ra rồi. Chưa ra luôn. Edit video này. 3, 2, 1. Boom. Testman K610. Và như các bạn đã thấy, thì nếu các bạn có muốn trải nghiệm cây đàn này hoặc là tham khảo những dòng sản phẩm khác của về piano organ thì có thể liên hệ với thế giới nhạc cụ.com.vn hoặc đến ngay địa chỉ 347 Điện Biên Phủ, phường 4, 3, thành phố Hồ Chí Minh để có những trải nghiệm cho mình và có những sự lựa chọn hợp lý. Và đừng quên nhấn like, subscribe về ở bên dưới video để theo dõi nhiều video hấp dẫn hơn nữa nha. Bye bye.